Ngày cuối tuần, mấy anh bạn đang công tác tại Washington DC rủ chúng tôi đi ăn phở Việt Nam. Nhưng ở tận bang Virginia, cách trung tâm DC tới hơn tiếng rưỡi chạy xe. Quán phở Gourmet, đặc biệt không phải vì có tới 4 năm tờ báo địa phương và liên bang đã viết bài khen ngợi. Trong quán phở được bài trí theo phong cách đặc Việt Nam, ông chủ quán người Việt cho chúng tôi xem một thứ theo ông còn đặc biệt hơn nhiều. Đó là bức thư tay cùng tấm ảnh do đích thân đương kim Tổng thống Bush ký gửi. Cảm ơn ông vì đã tích cực ủng hộ trong chiến dịch tranh cử năm 2004. Những hạn như là tôi có quen với một ông bạn, là tên là Dennis Dienskirk. Ông là một luật sư, ông từng tham gia chính phủ. Thì ông có những cái người bạn họp của ông là trong đảng Cộng Hòa. Thì ông mới hỏi địa chỉ, email, address. Ông mới gửi cái thơ đó cho những cái người mà ông quen biết. Ngày đó, tháng đó đến cái địa điểm phở Gourmet sẽ có một cái campaign cho ông Bush vào đó. Và có sự sẽ có những cuộc nói chuyện với ông Bush trên điện thoại. Tổng thống Bush đã bước vào năm làm việc thứ 3 của nhiệm kỳ 2 tại Nhà Trắng. Và ngày 17 tháng 11 này sẽ đến Hà Nội tham dự APEC 2006 và thăm chính thức Việt Nam. Như vậy là sau ông Clinton, ông Bush là vị Tổng thống Mỹ thứ 2 sang thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Nhà Trắng được coi là một biểu tượng của nước Mỹ và cũng là nơi làm việc của các vị Tổng thống, trong đó có Tổng thống Clinton trước đây và Tổng thống Bush hiện nay. Chuyến thăm tới Việt Nam năm 2000 của Tổng thống Clinton và chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11 năm 2006 của Tổng thống Bush tuy có nhiều điểm khác nhau nhưng đều được coi là những dấu mốc quan trọng trong tiến trình bình thường hóa quan hệ cũng như phát triển quan hệ Việt-Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ là cơ quan trực tiếp chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Bush. Trong trường quay của Bộ Ngoại giao, nơi thu nhận tín hiệu trực tiếp tất cả các cuộc phỏng vấn tại bộ này cũng như các sự kiện lớn của Nhà Trắng. Vị trợ lý ngoại trưởng khẳng định, Tổng thống của họ rất mong chờ chuyến đi tới Việt Nam để chứng kiến những phát triển tích cực của Việt Nam cũng như để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Chính phủ Mỹ rất mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Chắc chắn tôi cũng cần phải nhắc lại rằng quan hệ giữa hai nước chúng ta đã từng có những giai đoạn rất khó khăn. Nhưng nước Mỹ đang trông đợi vào một tương lai tươi sáng trong quan hệ với Việt Nam. Chúng tôi cũng rất vui vì đã có những công ty Mỹ quan tâm đặt trụ sở tại Việt Nam, đầu tư vào Việt Nam. Chúng tôi thực sự muốn phát triển những mối quan hệ kinh tế này và cũng nhận thấy quan hệ kinh tế và phát triển thương mại đầu tư chính là yếu tố cơ bản trong quan hệ Mỹ-Việt hiện nay và được cả hai nước quan tâm. Có thể nhận thấy trong vài năm trở lại đây, nước Mỹ đã có được mối quan hệ tốt với Việt Nam và chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Bush sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ đó phát triển hơn nữa. Chúng tôi rời DC đi New York để tìm hiểu thêm về sự quan tâm của các doanh nghiệp Mỹ đối với Việt Nam, theo như lời ông trợ lý ngoại trưởng. Xe đấy là xe dạng nhỏ đúng không? Đó là thủ đô kinh tế của Mỹ. Chiếc bản đồ vệ tinh dẫn đường giúp chúng tôi theo đúng lộ trình, dù không ai trên xe thạo đường. Sau gần 5 tiếng, New York sôi động đã hiện ra trước mắt. Ở đây, trực thăng lên xuống nhộn nhịp theo lịch đi lại của lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, chẳng khác gì taxi ở những nơi khác. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi ở New York là khu phố Wall, trung tâm tài chính của nước Mỹ, nơi đặt sàn giao dịch chứng khoán New York. Vượt qua các thủ tục an ninh để vào được đây đã là khó, nhưng sẽ còn khó hơn nhiều nếu một doanh nghiệp muốn đáp ứng đầy đủ các quy định nghiêm ngặt để được niêm yết trên sàn giao dịch này. Có tên niêm yết tại đây, giống như việc có một chứng chỉ về mức độ tin cậy trong kinh doanh quốc tế. New York Stock Exchange, sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới với khoảng 2.700 công ty niêm yết. Tổng giá trị giao dịch hàng ngày tại đây lên tới khoảng 70 tỷ đô la. Tháng 6 năm 2005, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đến thăm sàn giao dịch chứng khoán New York và rung chuông khai trương một phiên giao dịch trong ngày. Điều này cho thấy chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã ý thức được tầm quan trọng của sàn giao dịch chứng khoán New York đối với sự phát triển của mình. Theo quan niệm của người Mỹ, thứ 6 ngày 13 là ngày không may mắn. Nhưng thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2006, khi chúng tôi có mặt tại sàn giao dịch chứng khoán New York, lại được nhiều tập đoàn tài chính bảo hiểm tại thành phố này đón nhận. Vì đó là ngày Việt Nam kết thúc về mặt nguyên tắc đàm phán gia nhập WTO.
AIG là tập đoàn nước ngoài đầu tiên được cấp giấy phép kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Cuối năm ngoái, AIG nhận thêm giấy phép kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Giống như một số tập đoàn khác chúng tôi gặp ở New York, AIG đang chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh mới ở Việt Nam. Việt Nam có dân số lớn và theo như cách nói thông thường, khi Việt Nam gia nhập WTO, sẽ ngày càng có nhiều người rơi vào hàng trung lưu trở lên, có nguồn thu nhập ổn định. Những người dân, người tiêu dùng bình thường sẽ có nhu cầu và khả năng mua bảo hiểm. Đó là cơ hội. Rồi cơ sở hạ tầng, việc làm ăn, các doanh nghiệp sẽ phát triển do thương mại tăng, tất cả đều mang lại cơ hội tốt cho việc kinh doanh bảo hiểm.